Cho mật vô. Đây là hàng mật bầu. Má chọn á, mật máu ngon như thế này nè. Rim lên là con mật nó ngọt, nó ngon lắm. Rửa ra đào nước ra đó. Rửa về là nước con mật nó ngon hơn. Con mật đây là ghi máu vô luôn rồi nè. Nhưng mà mình cũng phải rửa dài. Nướng lên con mật nó thôi mà để được lâu, không cần chắc bảo quản. Lấy rổ vớt. Nướng mật. Con mực nướng than á nó nghe thẳng, nó thơm ngon giòn hơn. Mà con mực á mà chiên á nó cơm nó co, nó kem con mực lại, để lâu nó hao dầu nó thua. Cán mực. Bỏ tỏi vô phơi thơm. Bỏ trứng gà vô. Bỏ vô một muỗng sa tế tôm đặc biệt nha. Dạ. Thơm ngon lắm á. Wow. Bỏ mì. Bỏ bạch nha nếp đặc biệt. Ồ, ngon chưa? Wow. Cho mật vô.